Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, quận Thanh Khê luôn là một trong những đơn vị đi đầu tiên phong, toàn dân phòng cháy chữa cháy, không để xảy ra vụ cháy lớn gây thiệt hại về người và tài sản. Đặc biệt trong dịp này, Công an quận Thanh Khê đã tăng cường kiểm tra tuyên truyền, hướng dẫn về an toàn phòng cháy chữa cháy, nhất là tại các khu dân cư, hộ gia đình kết hợp với sản xuất kinh doanh. Quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng là khu vực tập trung đông các cơ sở sản xuất kinh doanh kết hợp với nhà ở, hộ gia đình. Vì vậy mà nguy cơ cháy nổ luôn thường trực, đặc biệt là trong thời điểm cuối năm. Để chủ động phòng ngừa, Công an quận Thanh Khê đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp, tăng cường kiểm tra phối hợp với tuyên truyền, hướng dẫn, tổ chức diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy để người dân được trang bị kiến thức, chủ động bảo đảm an toàn cháy nổ. Công an quận Thanh Khê tiến hành kiểm tra từng hộ các sản xuất kinh doanh. Trong đó lưu ý nhất là cái việc trang bị phương tiện, ý thức của người ở trong cái hộ kinh doanh đó và đặc biệt là các lối thoát nạn thứ hai để mà khi mà xảy ra sự cố thì người dân có thể tự thoát ra ngoài. Chúng tôi rất là tự tin cái thứ nhất là được các đồng chí cán bộ công an phòng cháy chữa cháy hướng dẫn về cách thức phòng cháy chữa cháy, sử dụng các cái bình ga khi mà cháy nổ xảy ra. Thì chúng tôi coi như là cảm tưởng thấy yên tâm. Trong thời điểm cận kề Tết Nguyên đán, với những nguy cơ cháy nổ luôn thường trực, để nâng cao ý thức của người dân, các xe tuyên truyền lưu động cũng được tổ chức thường xuyên. Đồng thời, lực lượng cảnh sát khu vực cũng tiến hành rà soát từng hộ, từng người, từng cơ sở để tuyên truyền, ký cam kết và khắc phục những điểm yếu về phòng cháy chữa cháy. Tuyên truyền nhắc nhở cũng như cảnh sát khu vực là đến từng hộ, đến từng nhà kinh doanh, đã có nhắc nhở kiểm tra hướng dẫn cho tất cả các hộ dân và các cơ sở kinh doanh những vấn đề có liên quan đến phòng cháy chữa cháy. Gia đình là kinh doanh là về cái vật liệu là ga là gọi là kinh doanh có điều kiện. Riêng trong gia đình là bản thân là cùng là nhân viên là luôn luôn là chấp hành theo cái lệnh phòng cháy chữa cháy. Nhằm đảm bảo an toàn cháy nổ trong dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội 2022, Công an các đơn vị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã và đang triển khai nhiều biện pháp siết chặt công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, đồng thời bố trí lực lượng, phương tiện ứng trực, sẵn sàng xử lý khi có tình huống cháy xảy ra. Cùng với sự chủ động chuẩn bị sẵn sàng, cơ động xử lý của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, mỗi người dân cũng cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy theo phương châm phòng hơn chống, để mọi người, mọi nhà cùng đón một năm mới an toàn.